Hôm nay là 24 Tết, mình đang ở trên tuyến đường Văn Khê, Hà Đông, đang trên đường đi tìm quán nước để uống nước. Mình quay cái video này để chia sẻ tới các quý vị cũng như lưu lại những cái hình ảnh Hà Đông, Hà Nội tại thì năm 2023, đầu năm 2023 dương lịch và âm lịch là cuối năm 2022, chúng ta có được cái hình ảnh sau này nó là lịch sử đấy. Tức là nếu mà 5 năm hay là 15, 20 năm sau thì chúng ta lại coi đây là một cái lịch sử. Cái tuyến đường chúng ta nhiều lúc là có thể nó sẽ vẫn nguyên, có thể là có thay đổi một chút đấy. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó là như vậy, nhưng sau này nó lại là một cái hình ảnh rất là quý, nên là thỉnh thoảng đi đường tôi lại quay để lưu lại đấy. Thì tôi đang vào chú Văn Phú Nakata đấy. Hôm nay là 23 Tết đấy. Trên đường đi tìm quán nước để ngồi uống nước. Beep.